Vâng, xin chào mừng tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Hôm nay tiếp tục lại được về con radio quân đội ZQ585. Và điều đặc biệt là con này còn nguyên bao da các bác nhé. Làm trong rất là số hiếm, có thể là hàng trăm con mới có một vài con có bao da, rất là ít luôn. Thì trước mắt các bác đây là con đài radio quân đội Latina ZQ585, còn nguyên bao da luôn. Tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Cái bao da này của nó còn giữ được rất là đẹp các bác nhé, rất là mềm mại luôn. Đấy, rất mềm mại luôn. Gần như là không có bị chảy xất cái gì các bác nhé. Tất cả cái cúc kia của nó là nó còn còn bọc được vào bình thường, rất mềm mại, không cứng cạo như là các cái nó ải lâu rồi. Cái này rất là tốt. Cái bao da này rất là mềm các bác nhé, rất là mềm luôn. Con này cũng là tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé, đều làm trong tốt đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác có thể ý tinh các cái đường viền nước mạ của nó rất là đẹp luôn. Đây các nút của nó này các bác này, rất mới nhé, mới lắm. Cái này thì cái phần nước mạ nó nằm ở sau cái bao da các bác nhé, tất cả là nước mạ sau bao da hết. Cái bao da này có cái viền này, viền lốc các bác này. Viền lốc không mà hạt, cái viền này không lốc. Băng thì vẫn lấy được qua bình thường các bác nhé, các bác chỉ việc cạy cái này ra, các bác mở và là băng ra luôn. Rất là tiện. Tức là để bao da các bác vẫn dùng bình thường, không nhất thiết phải bỏ bao da ra nếu các bác muốn bảo quản tốt. Không sao hết ạ, vẫn được hết. Ấm điện bình thường. Những con này thì nó là trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả đều là đẹp xuất sắc hết. Đây là cái đường cắm điện của nó các bác này. Đây này. Ở đây có cả đường điện AC và đường điện DC 9V. AC đây của nó là 100V các bác nhé, 100V. Ngoài ra nó có các cái đường line in, đường mic. Con này thì thực ra cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Nhưng mà rất đẹp các bác nhá. Line in. Đây là chính là đường AUX, nó bị xúc khuất đi, là AUX. Có điều đặc biệt là con này nếu như các bác để bao ra các bác sẽ không có pin được vào. ZQ585, đẹp xuất sắc luôn. Các bác để ý tinh, quay rất là cận cảnh các bác để ý. Rất đẹp luôn. Và nó còn tình trạng rất xuất sắc luôn. Con này là nó còn rất đẹp. Thực ra cái bao da cũng rất hạn chế bóc ra bóc vào, bởi vì bóc ra bóc vào nó dễ bị ấy. Con này thì quá đẹp rồi. Hàng này nó giữ thì tuyệt vời đẹp rồi. Ok, tôi xin phép được test cái chất lượng của nó cho các bác trải nghiệm. Bao da rất mềm, bao da còn bóc ra bóc vào rất là dễ chịu. Tôi xin phép được test cái phần radio. Radio các bác chỉ việc cạc đây này. À, phải ảnh hưởng mạng. Thế còn đối với lúa cấy thì sau khi cấy xong ấy thì chúng ta phải tiết khỏe nhá, lúc bán luôn tập khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Bất kỳ kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe và mong bác tiếp tục đồng hành của các chương trình dân ca bác nhé. Bài hát mà bác yêu cầu có tên chính xác là cái này là cái băng sóng FM các bác nhé, băng sóng FM. Thế nhưng mà không có anten bắt được, con này bắt khỏe lắm, dòng radio quân đội là bắt rất là khỏe. Lắng nghe bài hát này. Bác sĩ, bấm được phần đầu chương trình thì chắc hẳn có rất nhiều quý vị đang có những thắc mắc về đại hành là một quý của Việt Nam chứa vào. Đây các bác xem cái sóng AM nó rất là hay. Con này nếu như các bác để chiều này nó không lưng ngược sóng, các bác chỉ quay cái sóng radar này phát là sóng chuẩn ngay này. Công hoạt chất này để bào chế thành heavy ho. Heavy ho giúp giảm đau rát họng, giảm ho, lâu được hiệu quả. Sản phẩm đáp ứng tốt trong các trường hợp viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản. Heavy ho có hai dạng bào chế.
luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Toàn thể nhân dân Trung Quốc, trong đó có người dân Hồng Kông, đều phẫn nộ và kiên quyết phản đối việc này. Vì tiền, áo quảng bá thì rõ ràng là những cái sản phẩm này. Càng khiến cả thế giới nhớ đến vô số kiện trường, lật xe, tiêu chuẩn kép, càng bộc lộ một số chính sách Mỹ và nước phương Tây mới là những tay đen thực sự. Các cây bằng sóng ngắn đã bắt được hết rồi. Bằng sóng ngắn đã bắt được hết cẩn thận các bác nhé. Tôi xin phép được test sang cái phần phần tập xét các bác nhé. Có những nghệ sĩ. Đây là phần radio, phần cắt xét các bác bật ở đây. Các bác bật lên là qua cắt xét ngay. Con này cassette chạy tốt các bác nhá. Tôi đi tôi lại này các bác này. Đấy, tôi đi tôi lại. À, thực ra là gần đây này YouTube rất hay đánh bản quyền về vấn đề bài hát, nên là trung tâm cũng xin phép là thử nhanh cho các bác thôi. Thử chức năng là chính thôi. Tôi xin phép được thử thêm một cái tính năng nữa, đó là tính năng chạy đường AUX. AUX các bác cứ cắm bật ra đây này. Các bác cắm vào đây này. Đấy, nó tự động cắt luôn. Đấy, nó sẽ cắt luôn. Đấy, đây là đường AUX của nó. Tôi xin phép được chạy từ điện thoại sang. Những con này thì nó chạy hoàn thiện rồi. Đặc biệt là nó còn rất là mới. Rất là mới. Các bác phải để ý là những con mà đã còn bao da là người ta giữ được rất là đẹp luôn. Rất là đẹp chứ không phải là như là những cái dòng khác đâu. Giữ rất là tốt. Thử bác đối rất là kém. Cái jack điện thoại nó có vấn đề đó nhé. Rất là nóng. Rồi ok. Đúng rồi, cái jack điện thoại đang hơi kém. Đây tôi thử cho các bác cái phần
cái này có cái phần mic này các bác này. Thực ra cái phần mic thì trung tâm cũng không để ý là cái mic này nó sử dụng như thế nào, nhưng chắc là phải đưa chế độ ghi thì nó mới dùng được mic các bác nhé. Để tôi thử cho các bác xem cái phần mic có sử dụng được không, bởi vì thực ra cái phần mic này cũng gần như chưa bao dùng bao giờ. Đúng rồi, tức là các bác khi để chế độ ghi, khi các bác để chế độ ghi này thì cái phần mic nó mới có tác dụng các bác nhé. Đây này. Alo, 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 1, 2 và 4, alo, alo, alo. Đấy. Thì cái phần mic này nó đều là có tác dụng hết các bác nhé. Không bao con nào bị hỏng mic đâu. Và cái này chủ yếu là để nó ghi, cho nên cái tiếng ra loa rất là vừa phải. Nhưng mà các bác để ý tinh này. Đấy, khi nói là cái tiếng này nó lên rất là mạnh, mặc dù không ra loa, mặc dù các bác không nghe thấy loa. Tức là cái con này nó chuyên để ghi, chuyên để ghi rất là tốt luôn. Đấy, mà tiếng ghi rất là khỏe nhé. Vâng, tôi đã test các cái chức năng cơ bản hết rồi, thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm các bác vui lòng liên hệ trực tiếp đến số tại dưới để đăng. Và cũng xin thông báo là trung tâm mới có hai cái kênh mới, kênh cũ thì bị hack mất rồi. Thì các bác lưu ý là trung tâm có hai cái kênh mới, đó là kênh Thiên Nguyễn Hải Dương Radio Cassette, và một kênh nữa là kênh Nguyễn Thiên Hải Dương Audio Cổ Xưa. Thì các bác chỉ cần gõ trên YouTube bằng hai cái cú pháp vẫn là gì? Nguyễn Thiên Hải Dương, các bác viết tắt là HD, và Thiên Nguyễn Hải Dương cũng gõ tắt là HD thì là sẽ ra hai kênh này luôn. Thì các bác không phải kéo dài cái phía đằng sau của kênh nữa. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Mong rằng các bác đăng ký kênh và chia sẻ cho anh em bạn bè cũng như là những người có cái cùng đam mê với mình để ủng hộ kênh, cũng như luôn luôn nhận được các cái video mới nhất khi kênh đăng tải lên. Bởi vì gần đây là trung tâm về rất nhiều những sản phẩm đặc trưng, độc quyền, và đặc biệt là rất nhiều những sản phẩm nằm trong top hiếm, top độc. Ví dụ như cái con 585 có bao da như này là một trong những con rất hiếm các bác nhé, cực kỳ hiếm luôn. Và xin cảm ơn các bác và xin chào các bác nhé.